Nghĩ đến việc Hoắc Thời Độ ở nước ngoài đều hôn chào nhau, trong lòng Doãn Ca bỗng dưng nổi cơn ghen. Lúc anh ở Fernandez 4, anh cũng chào hỏi người ta như vậy đó hả? Hoắc Thời Độ nhìn biểu cảm này của cô buồn cười đáp, ừm, chỉ là một nụ hôn chào hỏi bình thường thôi mà. Nghe xong, bình giấm chua không biết từ đâu bay đến tận trời xanh, thứ đàn ông chó không biết giữ nam đức. Doãn Ca càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm anh hỏi, vậy anh đã từng hôn mấy người rồi? Hoắc Thời Độ đè nén cơn buồn cười nói, không nhớ nữa, nhiều lắm. Doãn Ca nghe vậy càng thêm tức giận, cả người bừng bừng sát khí, lắp bắp không nói nên lời. Thấy cô bị trêu như vậy, Hoắc Thời Độ cuối cùng cũng không đùa nữa, liền cúi thấp người xuống, đầu anh đã nghiêng tới gần, môi nhẹ nhàng hôn lên một bên gò má của cô. Thời điểm này, Doãn Ca thoáng chốc trong lòng hò hét loạn cào cào, cả người cứng đờ bất động không nhúc nhích. Thấy biểu cảm này của cô, Hoắc Thời Độ mỉm cười liếm khóe môi, giọng nói mập mờ, nhưng mà, sau khi anh trai thành niên, anh trai không có hôn ai nữa hết, nên không nhớ là nên hôn như thế nào nữa. Đôi mắt đào hoa của anh vừa sâu vừa tối, nhìn thẳng vào Doãn Ca, tay kia thuận thế để trên môi, thấp giọng hỏi, là hôn ở này phải không Doãn Doãn? Thoáng chốc, Doãn Ca cảm thấy lỗ tai chính mình cũng bị làm cho nóng gian, vội vàng đưa tay lên che lại. Thấy vậy, Hoắc Thời Độ biết rồi còn cố tình hỏi, em sao thế? Doãn Ca nghe đến đây không nhịn được nghiến răng nói, Hoắc Thời Độ, anh là đồ không biết liêm sỉ. Bấy giờ Hoắc Thời Độ không nhịn được bật cười ra tiếng, không tự chủ cúi người xuống, đầu khẽ tựa vào cổ cô, nụ cười càng thêm âm trầm. Khi cười còn hơi rung, toàn bộ hơi thở để phả vào cổ của cô, giọng trầm thấp vang lên, như vậy mà gọi là không biết liêm sỉ hả? Em nhìn xung quanh đi, xem có ai có tính kỷ luật như anh trai không? Doãn Ca còn chưa kịp quay sang nhìn, Hoắc Thời Độ đã nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cô, giọng có chút tủi hờn lên án, Doãn Doãn, em quá nghiêm khắc với anh rồi đó. Dứt lời, nội tâm Doãn Ca vô cùng run rẩy, cả người đều giống như là sắp phát nổ, khi phản ứng kịp, nhìn xung quanh đều là các đôi tình nhân đang hôn môi. Đầu cô oanh lên một tiếng, đây là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi ở Vân Đại sao? Sao tự nhiên mình lại đi đến đây vậy trời? Bấy giờ đã có người phát hiện ra sự hiện diện của Doãn Ca, oa, này chẳng phải là Tân Trạng Nguyên hay sao? Anh chàng đẹp trai bên cạnh muốn tặng hoa cho cô ấy à? Nói xong một người đã kịp thời đưa điện thoại ra chụp lại cảnh này. Hoắc Thời Độ bấy giờ mới đưa hoa đến trước mặt Doãn Ca, tặng em này. Doãn Ca có chút bất ngờ, mặt vẫn còn đang đỏ ửng, tay thuận thế nhận lấy, sao đột nhiên anh nghĩ đến việc tặng cái này vậy? Trong lúc bất cẩn không để ý, cô vô tình dẫm trúng một cục đá bị trượt chân, cả người lập tức ngã nhào ra phía trước, trực tiếp lao vào lòng người đối diện, theo bản năng ôm lấy eo Hoắc Thời Độ. Cảnh tượng này khiến cô ngượng chín mặt, Hoắc Thời Độ ngược lại vui vẻ hỏi, làm gì vậy Doãn Doãn? Bị anh hỏi như vậy, Doãn Ca có cảm giác mình như tên hạ lưu không biết xấu hổ vậy. Doãn Doãn, anh trai hiểu, em vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng cái này thì cũng hơi quá nóng vội rồi đó. Bị anh trêu chọc như vậy, Doãn Ca lập tức phản bác, anh nói bậy bạ gì vậy? Giây sau cô bỗng nhiên nhớ đến túi đường đỏ trên tay, lập tức nói, em, bạn em muốn uống trà gừng đường đỏ, em về phòng đây. Nói xong cũng không thèm nhìn biểu cảm của anh, bèn rút tay ra, xoay người bỏ chạy, anh trai, ngày mai em sẽ tìm anh ăn cơm. Hoắc Thời Độ cùng Aras nhìn cô chạy chối chết, bất lực thở dài, mày nói xem, nên theo đuổi tiểu cha nữ này như thế nào đây? Aras bên cạnh nghe xong sủa ba tiếng, cũng không biết anh có hiểu hay không. Cũng trong ngày hôm đó, những bức ảnh của Doãn Ca và bạn trai tin đồn đã lan truyền khắp diễn đàn trường. Ôi chúa ơi, hoa khôi Vân Đại của chúng ta vậy mà lại có cuộc gặp riêng với ai đó ở thánh địa tình nhân kìa. Từ khi nào mà trường chúng ta lại có anh chàng đẹp trai như vậy? Phải nói sắc đẹp này đè bẹp Trình Tử Hoài luôn á. Lập tức fan ai đó vào phản bác, ăn nói xà lơ, tôi cảnh cáo cô đừng dẫm lên anh trai chúng tôi. Hai người họ đều đẹp theo cách riêng của mỗi người, hiểu chưa? Đẹp trai như vậy chắc không phải học cùng trường chúng ta. Nếu không thì tại sao mãi đến hôm nay mới bị phát hiện? Lẽ nào là học trường khác? Không được, tối nay tôi phải tìm hiểu thông tin của anh chàng này. Bên này, Doãn Ca khi trở về ký túc xá vẫn chưa biết chuyện của mình đang được cả diễn đàn trường bàn tán. Mau xuống uống đi nè. Từ Hạ Ninh đang lướt điện thoại đáp, biết rồi, chờ một chút. Bỗng lướt thấy bài đăng trên diễn đàn, vô tình bắt gặp Tân Trạng Nguyên hẹn hò cùng người đàn ông bí ẩn ở thánh địa tình nhân. Từ Hạ Ninh lập tức ngồi bật dậy, Bùi Doãn Ca, hoa hồng trên bàn kia là bạn trai cậu tặng à? Doãn Ca thản nhiên ừ một tiếng, có gì không? Nội tâm Từ Hạ Ninh bấy giờ không phủ nhận đồng nghĩa với đồng ý. Nghĩ đến đây, Từ Hạ Ninh hỏi tiếp, vậy bạn trai đâu rồi? Doãn Ca không quan tâm trả lời, tôi bảo đi về rồi, chẳng phải là đến đưa trà gừng cho cậu sao? Từ Hạ Ninh sửng sốt, sao đột nhiên cảm thấy chính mình như kẻ xấu phá hoại tình cảm của người khác vậy nhỉ? Bùi Doãn Ca, bạn trai cậu học trường đại học nào vậy? Khoa nào thế? Doãn Ca thành thật trả lời, tốt nghiệp lâu rồi, là sinh viên Lê Đại. Từ Hạ Ninh há hốc, Lê Đại ư? Trời ơi, chắc chắn là sinh viên giỏi rồi. Tớ đoán bạn trai cậu lúc ở Lê Đại cũng thuộc hành Hoa Vương phải không? Nhưng mà càng nhìn càng thấy quen vậy ta. Doãn Ca đột nhiên che bức ảnh lại,
không cần phải quan tâm quá mức đến anh ấy làm gì. Anh ấy là của tớ. Từ Hạ Ninh bừng tỉnh, xem ra cậu ta cũng không phải hoàn toàn là người đam mê nghiên cứu khoa học, mà buông bỏ tình yêu. Nghĩ đến đây, Từ Hạ Ninh dứt khoát gật đầu, cậu yên tâm, tớ chỉ muốn ăn dưa mà thôi. Hơn nữa tớ đã có đối tượng đính hôn rồi. Đối tượng đính hôn của tớ là tập đoàn Hoắc Thị. Nói đến đây đôi mắt Hạ Ninh trừng to, khoan đã, Bùi Doãn ca, đối tượng của cậu tên là gì vậy? Nhìn góc mặt kia sao thấy giống vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Hoắc Thị thế? Doãn ca cười ngượng, là Hoắc Thời Độ. Từ Hạ Ninh lập tức nhảy xuống giường, trời, Hoắc Thời Độ, anh ấy vậy mà lại là bạn trai của cậu á? Doãn ca nghĩ một lúc rồi đáp, anh ấy cũng không tính là đối tượng của tớ. Từ Hạ Ninh ôm lấy vai Doãn ca lắc lắc, còn không phải là đối tượng của cậu sao? Bùi Doãn ca, cậu tưởng có được tình yêu là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp sao? Xông lên, mau xông lên đi. Nếu cậu không nhanh chân, là sẽ có người chạy trước đó. Doãn ca bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cậu làm gì mà kích động vậy? Từ Hạ Ninh mở điện thoại đưa cho cô xem, còn không phải là gấp giúp cậu sao? Cậu nhìn đi, với phong thái này của bạn trai cậu, lại tốt nghiệp đã nhiều năm, còn có người nhớ mãi không quên này. Doãn ca lập tức đưa điện thoại qua xem, bức hình của Hoắc Thời Độ chụp lúc 18-19 tuổi, thiếu niên lười biếng ôm lấy trái bóng rổ cùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khí chất khiến ai nhìn vào cũng khó có thể rời mắt được. Phía dưới đều là những bình luận nhận chồng, anh ơi, chúng mình kết hôn đi. A à, nam thần của tôi, ký ức không thể phai mờ nhất của tôi ở Lê Đại chính là đàn anh Hoắc. Bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp như vậy, đúng là chồng của tôi mà. Lầu trên ơn, ảnh là chồng của tôi nha. Trong lòng Doãn ca bỗng thấy bực bội, quả nhiên nam nhân này, vô luận tuổi nào hay ở đâu cũng có thể tùy tiện câu dẫn tiểu cô nương. Từ Hạ Ninh vẫn thao thao bất tuyệt, mà không biết bầu không khí lúc nào đã trầm mặc xuống. Một lúc sau, Hoắc Thời Độ mới vừa tắm rửa xong, liền nhận được hai tin nhắn đến từ ai đó. Anh trai, lần sau đừng tới trường em nữa, có hơi làm tổn hại thuần phong mỹ tục. Hoắc Thời Độ đọc xong không hiểu chuyện gì, suốt ngày trong đầu cô bé này nghĩ cái gì vậy trời.